Xin chào mọi người, mình là Thùy Huyên và chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là phối đồ với áo ghi lê. Trên tay mình là một chiếc áo ghi lê đen cơ bản nhất mà hầu như là mọi người có thể dễ dàng mua ở bất kỳ đâu luôn á. Áo ghi lê là một thời trang đa năng và tính tiện dụng của nó, có thể mặc đi làm nè, đi học hoặc là đi chơi hẹn hò cùng với bạn bè. Trong video ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cho mọi người 8 cách phối đồ với áo ghi lê đen. Bắt đầu vào video thôi. Đến với outfit đầu tiên thì Huyên sẽ kết hợp một chiếc áo ghi lê đen, tất nhiên rồi, với một chiếc sơ mi trắng cơ bản, một chiếc quần tây ống suông. Outfit này sẽ phù hợp cho những chị em đi làm công sở, đi học. Ok nha. Với outfit tiếp theo thì Huyên vẫn chọn chiếc ghi lê đen và kết hợp với một chiếc quần ống suông màu nâu. Nó sẽ mang cho mình một màu sắc tây hơn. Quần tây này thì mình sẽ đi với lại một cái blazer nâu tây cùng màu luôn. Đây, một bộ nâu tây và kết hợp với áo ghi lê đen. Theo là một item mình có thể kết hợp với áo ghi lê là một chiếc sơ mi dáng dài. Sơ mi này thì nó sẽ được may giống như kiểu là một chiếc đầm như vậy á, và tay của nó là tay lẫm, thì khi mà kết hợp vào nó sẽ như mình đang mặc một chiếc đầm vậy luôn, thì rất là xinh. Outfit tiếp theo sẽ rất là phù hợp cho những bạn dễ thương, cá tính và phù hợp những bạn đi học và đi chơi với bạn bè. Mình sẽ kết hợp áo ghi lê đen với một chiếc chân váy chữ A xích ly. Chân váy này cũng khá là đơn giản và cũng rất là nhiều bạn biết đến cái này rồi, thì nó sẽ tạo cảm giác rất là dễ thương và nó phù hợp cho đi học. Thì mình sẽ kết hợp với cả áo sơ mi ở bên trong.